Đọc câu chuyện nhỏ để dạy con không khó. Có một câu chuyện nhỏ như thế này. Có một cặp vợ chồng tới tìm vị lão sư uyên thâm trong lĩnh vực trị liệu tâm lý để hỏi về tình trạng của cô con gái nhỏ. Cô bé đã 7 tuổi nhưng không bao giờ dám ở trong phòng một mình, quá nhút nhát, khiến cha mẹ lo lắng. Vị lão sư chỉ từ tốn nói, con gái ông bà quả thật mẫn cảm, biết cách bảo vệ bản thân. Sau đó người đưa tay về phía cô bé khen ngợi, cháu rất tuyệt. Vốn nép sau lưng mẹ với dáng vẻ bất an, Lập tức cô bé tươi tỉnh hẳn lên, tinh thần phấn chấn và vui vẻ. Như vậy mới nói, sự nhút nhát và lo lắng ở trẻ nhỏ không phải hiện tượng bất thường. Các bậc cha mẹ thường phê bình, áp chế, phủ định, thậm chí trách phạt những điều thuộc về bản tính của con theo quan điểm của người lớn mà quên đi bản thân đứa trẻ. Khi con khóc, đừng bắt con nín ngay mà kiểm tra xem đứa trẻ có gặp vấn đề gì không như đói, lạnh, đau, ốm. Khi con không chịu nghe lời, đừng trách phạt ngay mà hỏi ý kiến con về vấn đề đó khi con nhút nhát lo lắng đừng phủ nhận mà hãy chia sẻ với cảm nhận của trẻ trẻ nhỏ là một cá thể độc lập có cảm xúc cá tính và quan điểm riêng đối với cha mẹ nên thay vì bắt con nhất nhất theo ý mình hãy hướng dẫn gợi ý lắng nghe và khuyên bảo con cùng lớn lên theo con cha mẹ hãy ngừng quan tâm tới cách giải quyết vấn đề tức thời mà dối diện với bản chất ngừng áp chế cảm xúc của con mà giúp con thích ứng với hoàn cảnh bản tính là điều quan trọng nhất của mỗi đứa trẻ và điều đó đáng được tôn trọng Đứa trẻ cần lớn lên với cá tính độc lập và sự tự chủ, được giữ lại những điều mình thích thú, được nói lên những điều mình khao khát và được hành động theo những gì mình cho là đúng. Nuôi dạy con cái chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cũng đừng tự làm khó mình, khó con vì sự áp đặt